Anh em thấy con chim sẻ của mình chưa? Hôm nay mình giới thiệu với các anh em là nuôi con chim sẻ nó rất là thú vị. Trong một lần tình cờ đi làm về thì thấy mấy chú bẫy chim sẻ bằng keo á, thì mình mua hai con. Thì mình phát hiện rằng ở trong cái lồng chim sẻ nó có hai loại các anh em. Loại thứ nhất là một cái con chim sẻ nó to như con của mình đang ở trong lồng đó, giống như chim sẻ này là chim sẻ lai, nó to và trên đầu nó có màu xám, rất là to con. Còn loại thứ hai là nó nhỏ con hơn, là sẻ thường. Thì mình mua hai con sẻ lai này. Thì khi mình mua con chim sẻ lai này á, nó rất là to và nó là chim non, bởi vì cái mép nó còn màu vàng. Thì khi mình về mình nuôi được 3 tháng thì mình tách ra lồng. Khi mình nuôi 3 tháng thì nó cũng chưa có keo đâu, nhưng khi mình tách ra lồng riêng mình keo lay nhá, thì mình nhận thấy nó keo rất là nhiều, nó rất là nổi, nó keo cả ngày luôn và cực kỳ hay các anh em, nó keo không biết mệt mỏi luôn, rất là thú vị. Và mình thấy con chim sẻ nếu mà anh em mà chơi chim cảnh thì có một con để mà nó keo thì cũng rất là vui tai, vui nhà vui cửa. Thì con chim sẻ nó ăn cái gì thì rất đơn giản, khi anh em đem về thì cho ăn gạo, ăn gạo rồi kê, rồi từ từ anh em tập cho nó ăn bột. Khi nó ăn bột được rồi thì nó sẽ rất là sung và khỏe mạnh. Thì chúng ta phối hợp ba loại đó, gạo, kê và bột. Thì anh em mua chim bổi ở những người bẫy chim bằng keo á, thì anh em nên chọn những con sẻ lai to, tướng to, và đặc biệt là phải là con tơ. Chim tơ thì nó sẽ nhanh nổi và dễ thuần hơn. Thì anh em về anh em nhốt vô lòng, anh em nuôi khoảng vài 1-2 tháng cho nó quen đi, để gần người cho ra vào cho nó quen. Thì sau đó anh em tách ra lồng riêng như mình đó, tách ra lồng riêng như mình. Thì khi mà tách ra lồng riêng thì anh em treo lên cao, thì nó nổi thì nó sẽ kêu, nó kêu rất là hay. Anh em xem clip nó sẽ, xíu nữa mình sẽ các anh em xem nó kêu như thế nào nhé. Và hiện tại thì chú chim sẻ này đang hót rất là nhiều. Bây giờ mình để xuống dưới thì nó nhảy như vậy đó, nó hơi nhát. Nhưng khi mình treo lên trên cao á và không có người thì bắt đầu nó kêu rất là vui tai, vui nhà vui cửa, nó kêu rất nhiều âm dạng nha anh em. Và con sẻ này mình nghĩ là con sẻ lai. Và con sẻ trống á, sẻ trống thì ở dưới cái mỏ dưới của nó sẽ có màu đen ở dưới cái mỏ dưới của nó, lông màu đen, cái ngực màu đen. Con mái thì cái ngực nó không có màu đen. Anh em nên lựa một con trống. Nếu như anh em lựa thêm một con mái nữa nhốt riêng thì con trống nó nhìn con mái nó sẽ rất là sung và nhanh nổi. Hoặc là anh em có thể nuôi hai con kết hợp trống mái. Con mái thì nó không có cái ngực màu đen. Mình hy vọng rằng loài chim sẻ sẽ không bị bẫy keo để bán cho các nhà hàng làm thịt, mà chim sẻ sẽ được nâng lên thành một loại chim cảnh rất là giá trị. Như mình biết thì ở bên Trung Quốc người ta nuôi chim sẻ cực kỳ, người ta nuôi chim sẻ rất là nhiều. Và anh em search ra những con chim sẻ ở bên Trung Quốc á, nó cũng giống như chim sẻ Việt Nam thôi, nhưng mà nó rất là hay. Người ta đấu chim sẻ với nhau giống như mình đấu chồng màu hay sao đồ đỏ vậy đó, đấu chức trề. Và người ta cũng có đấu giải đấu chim sẻ Trung Quốc. Và chim sẻ là một trong những loài chim cảnh nó cũng rất là hay, và tiếng hót của nó cũng rất là to, rất là vui tai. Nếu anh em ở thành phố thì nếu có tiếng sẻ thì ngôi nhà của anh em sẽ rất là sinh động. Chúc các anh em tìm được chú chim sẻ mà mình yêu thích. Và nếu anh em cảm thấy video này thú vị thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình phát triển kênh nhiều hơn. Xin chào, cảm ơn anh em đã theo dõi. Thank you.
Yeah.